viết về chiến trường Chị Thiên. Từ mùa hè năm 1972 đến tháng 3 năm 1975, chúng ta không thể nào quên được những chiến tích lẫy lừng của sư đoàn một bộ binh dưới quyền ba vị tư lệnh kế tiếp nhau, thiếu tướng Phạm Văn Phú, chuẩn tướng Lê Văn Thân, chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm, đã giữ vững phòng tuyến Tây Nam Huế, vô hiệu hóa hoạt động của sư đoàn 324B và ba trung đoàn của mặt trận B5 tăng cường. Riêng với chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm, vị tư lệnh cuối cùng của sư đoàn một bộ binh, đã sát cánh cùng với quân sĩ từ khi cuộc chiến mùa hè năm 1972 bùng nổ đến những ngày cuối của tháng 3 qua các chức vụ tư lệnh phó rồi tư lệnh sư đoàn một bộ binh. Chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm xuất thân từ khóa 4 sĩ quan trường bị Thủ Đức, cùng khóa với trung tướng Ngô Quan Trưởng, đã phục vụ tại sư đoàn một bộ binh từ khi còn là một sĩ quan cấp quý và đã trải qua các chức vụ chỉ huy từ cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn rồi sư đoàn. Ông được thăng cấp trung tá vào đầu năm 1969 khi đang giữ chức trung đoàn phó trung đoàn một bộ binh. Đến giữa năm 1969, ông được cử giữ chức trung đoàn trưởng trung đoàn này và thăng cấp đại tá vào tháng 10 năm 1970. Từ đầu năm 1972 đến tháng 10 năm 1973, ông là tư lệnh phó sư đoàn một bộ binh. Trong thời gian này, ông đã từng đảm nhiệm chức vụ xử lý thường vụ tư lệnh sư đoàn một bộ binh vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 năm 1972, thay thế tướng Phạm Văn Phú nghỉ chữa bệnh. Tháng 11 năm 1973, ông trở thành tư lệnh sư đoàn một bộ binh và được thăng chuẩn tướng vào đầu tháng 4 năm 1974. Cuối tháng 3 năm 1975, ông bị tử nạn trực thăng khi đang điều động quân sĩ sư đoàn một bộ binh truyệt thoái khỏi quân khu 1. Sau đây là bài tổng lược về thế trận của tướng Điềm và sư đoàn một bộ binh trong mùa hè năm 1972. Vào tháng 4 năm 1972, trong khi lực lượng bộ chiến của sư đoàn 3 bộ binh, hai lữ đoàn thủy quân lục chiến, hai liên đoàn biệt động quân, lữ đoàn 1 tiết kỵ, các đơn vị tăng phái đang nỗ lực ngăn chặn ba sư đoàn địch ở mặt trận Quảng Trị, tí tại chiến trường phía Tây và Tây Nam thành phố Huế. Ba trung đoàn 1, 3 và 54 bộ binh đã liên tục giao tranh với ba trung đoàn của sư đoàn 324 Bắc Việt, tăng cường thêm một trung đoàn của sư đoàn 304. Tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh lúc bấy giờ là thiếu tướng Phạm Văn Phú đã cùng với tư lệnh phó Nguyễn Văn Điềm thay nhau đến các mặt trận để trực tiếp điều động quân sĩ. Khi trận chiến xảy ra, cụm tuyến phòng thủ của ba trung đoàn thuộc sư đoàn 1 bộ binh trải dài từ căn cứ Evan Hòa Mỹ ở phía bắc Thừa Thiên, nơi trung đoàn 1 bộ binh đặt bộ chỉ huy hành quân, chạy về hướng tây nam đến căn cứ hỏa lực Rakasan, rồi vòng về hướng đông nam đi qua căn cứ hỏa lực Baton Phú Xuân và căn cứ Chetmers cao điểm 342, bắt tay với căn cứ hỏa lực Remington Bình Điền, nơi đặt bộ chỉ huy hành quân của trung đoàn 54 bộ binh di chuyển từ căn cứ La Sơn lên. Cùng lúc đó, trung đoàn 3 bộ binh, bộ chỉ huy đặt tại căn cứ An Đô là lực lượng trừ bị được phối hợp phòng thủ theo chiều sâu của cụm phòng tuyến. Trong tuần lễ đầu của tháng 4 năm 1972, địch quân áp lực nặng nề căn cứ Patin do tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 54 phòng ngự và căn cứ Chetmers do tiểu đoàn 1 án ngữ. Từ tuần lễ thứ hai, việc tiếp tế bằng đường bộ cho hai căn cứ này đã bị địch chốt chặn, chỉ còn nhờ vào các phi đội trực thăng tiếp tế theo chu kỳ 5 ngày một lần. Ngày 11 tháng 4 năm 1972, để giải tỏa áp lực của địch quân, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh đã sử dụng Trung đoàn 1 Bộ binh làm lực lượng xung kích để mở trận phản công tiếp ứng Trung đoàn 54 Bộ binh. Do phải thường xuyên bay chỉ huy điều động cả ba trung đoàn trên toàn mặt trận, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh đã phân nhiệm cho Tư lệnh Phó Nguyễn Văn Điềm trực tiếp đôn đốc cánh quân Trung đoàn 1 Bộ binh, mà Trung đoàn trưởng lúc bấy giờ là Trung tá Võ Toàn. Theo kế hoạch, Trung đoàn 1 Bộ binh nỗ lực giải tỏa áp lực của địch trên tỉnh lộ về hướng Tây. Trong khi khai triển lực lượng, Trung đoàn 1 Bộ binh đã đụng độ dữ dội với các đơn vị Trung đoàn 24 Bắc Việt. Trung đoàn này đã thiết lập cụm kháng cự liên hoàn với các chốt cố thủ kiên cố để chịu được các trận không tập của B-52 và pháo tập của pháo binh sư đoàn 1 Bộ binh. Được sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân và pháo binh, lực lượng Trung đoàn 1 Bộ binh cố tung các đợt tấn công để đánh bật địch, nhưng đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của chúng. Từ vận động chiến, các đơn vị của Trung đoàn 1 Bộ binh chuyển đổi thế đánh. Từng trung đội cố tiến sát về cụm chốt của địch, sử dụng cận chiến và lựu đạn để triệt hạ các ổ kháng cự. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã bị hạn chế về kết quả do sự bố phòng dày đặc của địch và hỏa lực chống trả rất mạnh của đối phương.
Trước cục diện của trận địa, Bộ Chỉ huy Trung đoàn 1 Bộ binh cho lệnh các đơn vị tiến chiếm một số cao điểm để bố phòng dàn trận, để từ đó khởi động các cuộc tấn công kế tiếp sau các đợt không yểm. Cùng với sự khống chế trục lộ 547, địch quân đã mở trận địa pháo hỏa công vào các vị trí bãi đáp cho trực thăng, đồng thời pháo kích dữ dội vào căn cứ Ba Tinh, Phú Xuân và cao điểm 342, khiến số thương vong của quân trú phòng gia tăng mỗi ngày. Hoạt động tản thương đã bị trở ngại lớn, các chuyến tiếp tế bằng trực thăng và bằng vận tải cơ thả dù cũng ít khi thành công, do hỏa lực phòng không của địch quanh căn cứ bắn quá dữ dội. Hai tuần lễ cuối cùng của tháng 4 năm 1972, tất cả 5 tiểu đoàn của sư đoàn 1 bộ binh phòng thủ trên cụm tuyến phía Tây, dù đã bị tổn thất khá nặng, nhưng các đơn vị này vẫn giữ vững tuyến phòng ngự. Hoạt động không trợ của không quân Việt Mỹ đã được gia tăng để bảo vệ các tiền cứ khỏi bị cộng quân tràn ngập bởi các cuộc tấn công cường tập. Trước diễn biến của cuộc diện chiến trường, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh, đã cho tái phối trí lực lượng như sau. Bộ chỉ huy hành quân Trung đoàn 1 bộ binh được lệnh di chuyển đến căn cứ Cát Hữu ở phía đông Nam Hòa, nằm gần trục lộ từ quận này về Huế. Bộ chỉ huy chính Trung đoàn 54 bộ binh được rời căn cứ Tremington, Bình Điền về hậu cứ trung đoàn để chuẩn bị tái chỉnh trang hai tiểu đoàn 1 và 2 bị tổn thất nặng nề trên đường trượt thổi. Bộ chỉ huy nhẹ của trung đoàn này cho trung đoàn phó chỉ huy tiếp tục đóng tại Bình Điền để điều động hai tiểu đoàn 3 và 4 hợp lực cùng với 4 tiểu đoàn của trung đoàn 1 bộ binh giữ vững tuyến Tây Nam Huế. Chỉ huy tổng quát cùng tuyến Tây Nam Huế là tư lệnh phó Nguyễn Văn Điềm. Ngay sau khi di chuyển toàn bộ trung đoàn vào trận địa mới, Bộ Chỉ huy Trung đoàn 1 bộ binh được lệnh chuẩn bị cuộc phản công tái chiếm căn cứ Petin và Chết Mệt, đồng thời xây dựng các cụm điểm án ngữ ngăn chặn các đơn vị của sư đoàn 324B của địch đang cố xâm nhập vào quận Nam Hòa để tiến chiếm vào đồng bằng Thừa Thiên. Để có hỏa lực cơ hữu, yểm trợ trực tiếp cho các đơn vị, Trung đoàn 1 bộ binh đã cho thành lập các pháo đội súng cối 81 ly. Theo đó, các súng cối của tiểu đoàn từng ít khi sử dụng được tập trung lại để thành lập các pháo đội cho đại đội chỉ huy công vụ trung đoàn hoặc do quân nhân hậu cứ phụ trách. Mỗi pháo đội có khoảng từ 8 đến 12 khẩu súng cối 81 ly được phối trí để có thể tác xạ tập trung cùng một lúc. Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Trung đoàn và của tư lệnh phó Nguyễn Văn Điềm, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 bộ binh đã ưu tiên cung cấp cho các pháo đội súng cối này mỗi ngày từ 2 đến 5.000 quả. Các khẩu đội súng cối được đưa đến sát trận địa, tác xạ nhanh và chính xác, đã là nguồn hỏa lực mạnh mẽ, yểm trợ hữu hiệu cho các đơn vị của trung đoàn trong các trận giao tranh với địch quân. Sau khi đã tổ chức cụm tuyến phòng thủ bảo vệ vững vàng vòng đai Huế ở hướng Tây Nam, giữa tháng 5 năm 1972, dưới sự đôn đốc của tư lệnh phó Nguyễn Văn Điềm từ trên trực thăng chỉ huy, toàn bộ trung đoàn 1 bộ binh và thành phần tân phái đã khởi động cuộc phản công tái chiếm các căn cứ ở phía Tây. Ngày 15 tháng 5 năm 1975, một biên đội cảm tử đã hành quân trực thăng vận xuống Ba Tinh tái chiếm căn cứ này. Một tuần sau, Bộ Chỉ huy Trung đoàn 1 bộ binh điều động hai tiểu đoàn từ hai hướng tấn công tái chiếm căn cứ Chết Mệt. Cuộc tấn công được cai triển với ba yếu tố bất ngờ, nhanh và hỏa lực tập trung. Chiều ngày 22 tháng 5 năm 1972, một đại đội của Trung đoàn 1 bộ binh đã tiến chiếm khu trung tâm của cao điểm 342. Các đại đội còn lại đã bung rộng để truy kích địch quân. Dù đã bị đánh bật ra khỏi hai căn cứ trọng điểm, nhưng áp lực của địch quân vẫn còn nặng. Để có thể chiến đấu lâu dài trên một địa thế bất lợi cho thế công, Trung đoàn 1 bộ binh đã áp dụng ngay chiến thuật chốt để chặn địch. Mỗi chốt có khoảng 10 chiến binh, cứ 3 chốt tạo thành một kiền, hỗ tương tác chiến yểm trợ lẫn nhau. Về tiếp vận, các chốt được tiếp tế bằng đường bộ theo chu kỳ 5 ngày một lần, để phòng trường hợp bị bao vây hoặc việc tiếp tế bị chậm trễ do thời tiết, các chốt đều có lương thực dự trữ đủ dùng trong một tuần. Chính với chiến thuật kiên chốt, các tiểu đoàn của Trung đoàn 1 bộ binh đã bảo vệ vững vàng vòng đai của các căn cứ trọng điểm tại phòng tuyến Tây Nam Huế.